Việt Sách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/ Việt Sách Official Store. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Unit 4 với chủ đề Graduation and Choosing a Career Lesson 2. Và bây giờ để bắt đầu bài học của chúng mình ngày hôm nay thì cô mời các bạn cùng nhau đến với phần đầu tiên, đó chính là phần Let's Talk in Pairs. Look at the pictures. What are some positive and negative things you can see about the jobs? What are some things people look for or avoid when choosing a job? Bây giờ phần đầu tiên của chúng ta đó là phần Let's Talk. Hãy nhìn, quan sát các bức tranh và hãy cho cô biết một số điều tích cực và tiêu cực bạn có thể thấy trong những công việc này là gì và một số mọi điều mà mọi người có thể tìm kiếm hoặc tránh khi lựa chọn một công việc. Đây chính là các bức tranh thể hiện những điều tích cực và tiêu cực chúng ta có khi chúng ta bắt đầu làm công việc gì đó. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn nào. Thì để giúp các bạn hoàn thành bài tập này thì cô sẽ có một số suggested answers, là những câu trả lời để giúp mình có thể trả lời câu hỏi này. Đầu tiên, chúng ta có some positive things. Một số điều tích cực mà mọi người có thể thấy ở đây đó là đầu tiên ạ. Make a lot of money là bức tranh đầu tiên. Chúng ta thấy có make a lot of money, kiếm rất nhiều tiền. Have a stable job, có một công việc ổn định. Work from home là mình có thể làm việc ở nhà. Work as part of a team là làm việc theo một phần của một team, một đội nhóm. Have flexible working hours, có thời gian làm việc linh hoạt. Đấy là những điều positive, là những điều tích cực mà chúng ta có thể biết được. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo, đó là some negative things, là một số điều tiêu cực. Ở đây một số điều tiêu cực thì cô có thể liệt kê ra cho các bạn, đó chính là have some difficult and rude clients. Khi mà trong trường hợp chúng ta làm một công việc liên quan đến dịch vụ thì chắc chắn chúng ta sẽ có những việc và đó là phải gặp những vị khách khó tính hoặc là vị khách không lịch sự, không thân thiện. Work alone a lot có nghĩa là làm việc một mình rất là nhiều. Find it boring and stressful có nghĩa là khi chúng ta làm việc thì chúng ta có thể thấy công việc đấy nhàm chán này hoặc là công việc đấy căng thẳng. Have to work extra hours là ngoài làm việc giờ hành chính thì mình còn phải làm việc thêm ngoài giờ. Thì đây chính là những positive things and negative things, là những điều tích cực và điều tiêu cực khi chúng ta bắt đầu chọn một công việc. Và đấy là phần đầu tiên, câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi số 2 là what are some things people look for or avoid when choosing a job, là những công việc mà những mọi thứ mà mọi người tìm kiếm hoặc gọi là tránh khi làm cái gì. Có nghĩa là khi chúng ta chọn một công việc thì mình nên tìm kiếm cái gì hoặc tránh cái điều gì. Thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có những câu trả lời hướng dẫn giúp các bạn ạ. What people look for, những việc mà mọi người, những điều mà mọi người tìm kiếm đó là working with others, là mình có cơ hội được làm việc với người khác này. Interesting and exciting jobs là những công việc thú vị và hấp dẫn. Đấy là những công điều mà mọi người có thể tìm kiếm khi người ta muốn bắt đầu một công việc nào đó. What people avoid, còn những điều mà mọi người tránh đó là a boring office, là một văn phòng mà nó rất là nhàm chán, một công việc mà lặp đi lặp lại. A dangerous jobs là những công việc nguy hiểm, gây ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của chúng ta. Thì đây chính là những điều mà mọi người tìm kiếm và mọi người tránh. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc phần Let's Talk. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục đến phần New Words, là phần từ vựng. Bây giờ cô mời các bạn cùng nhau nhìn cho cô vào phần 8. New word, phần từ vựng của chúng ta, từ đầu tiên mà mình có, đó là từ editor. A person who jobs is to prepare and finish writing text. Editor là người mà công việc là chuẩn bị này và hoàn thành các văn bản. Và ở đây chúng ta có nghĩa tiếng Việt của mình đó là từ biên tập viên. Từ vựng thứ hai đó là banker. A person has an important job at a bank. A banker là một người mà có một vị trí công việc quan trọng ở trong ngân hàng, hoặc là chúng ta có từ đó từ quản lý ngân hàng. Instructor, a person who jobs is teach somebody a skill or sport. Instructor, một người mà công việc là dạy ai đó một kỹ năng hoặc là môn thể thao, hoặc chúng ta có thể gọi đó là huấn luyện viên.
Beautician, a person whose job is to treat people's hair, faces and bodies. Beauticians là người mà công việc giúp chúng ta là chăm sóc tóc này, mặt và cơ thể, hay chúng ta còn gọi đó là chuyên viên làm đẹp. Đây là bốn từ vựng đầu tiên trong phần New Word. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển đến các từ vựng tiếp theo nhé. Từ vựng tiếp theo của chúng ta có đó từ entrepreneurs, a person who makes money by starting or running businesses. Entrepreneurs là người mà kiếm tiền bằng cách là chúng ta bắt đầu kinh doanh này hoặc là điều hành. Và chúng ta có từ đây tiếng Việt đó là từ doanh nhân. Từ tiếp theo của chúng ta có từ interior designer, a person whose job is to decorate the inside of buildings. Interior designers là nghề nghiệp của một người mà công việc của họ chính là trang trí những cái phía bên trong của một tòa nhà, và chúng ta có đó là nghề thiết kế nội thất. Physical therapist, a person whose job is to treat injuries using exercise, masses, and or heat. A physical therapist là một người mà công việc dùng để chữa trị các chấn thương này, hoặc là dùng bằng cách đó là tập thể dục này, massage hoặc là dùng nhiệt. Và đây chúng ta có nghĩa đó là nhà vật lý trị liệu. Từ cuối cùng đó là influencer, a person who persuades people to buy products using social media. Influencer là một từ mà chúng ta gặp rất nhiều hiện nay, đó là một người mà thuyết phục người mua hàng, mọi người mua hàng sử dụng cái phương tiện truyền thông, giống như là hoặc là chúng ta có thể hiểu là người có tầm ảnh hưởng. Và đây các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang là chọn influencer cũng như là một nghề nghiệp của mình. Thì đây chính là các nghề tên, các nghề nghiệp mà chúng ta có trong phần New Words. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần A, bài tập đầu tiên trong phần New Words nào. Bài tập đầu tiên trong phần New Words của chúng ta đó là read the sentence and match the words with the definition, listen and repeat. Bài tập đầu tiên trong phần New Words của mình yêu cầu chúng ta là đọc các câu, nối các từ về định nghĩa của chúng và sau đó nghe và lặp lại. Và chúng ta có các câu từ number 1 to number 4. Và các từ chúng ta cần nối đó chính là các từ mà cô đã in đỏ ở đây rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập đầu tiên nhé. My sister is an editor. She helping someone write their first novel. Câu đầu tiên của mình có nghĩa là chị tớ là biên tập viên và cô ấy đang giúp ai đó viết quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình. Thì chúng ta đều biết biên tập viên là nghề gì nhỉ? Trong phần định nghĩa cô nói rồi là a person whose job is to prepare and finish written word, a written text, là một người mà công việc của họ là chuẩn bị và hoàn thành văn bản viết. Vậy thì ở đây câu số 1 của mình chắc chắn mình sẽ nối với đó là ý D. Đến câu số 2 nào. I want to be a banker. I'm really good at math and I want to earn a lot of money. Tớ muốn trở thành một nhân viên ngân hàng hoặc là một quản lý ngân hàng. Tớ rất là giỏi toán này và tớ muốn kiếm rất nhiều tiền. Vậy thì chúng ta có từ banker ở đây thì chắc chắn công việc của họ sẽ là a person who has an important job at a bank, là một người mà có một công việc quan trọng ở trong ngân hàng. Vậy câu số 2 của chúng ta mình sẽ nối với ý A. My brother is a yoga instructor. He teaches yoga all around the city. Anh trai tớ là huấn luyện viên gì ạ? Từ huấn luyện viên yoga. Và anh ấy dạy yoga ở khắp thành phố. Vậy cô vừa nói cho chúng ta biết từ instructor có nghĩa là người mà có công việc là dạy ai đó một kỹ năng hoặc là một môn thể thao gì, đúng không? Vậy thì định nghĩa của từ instructor đúng của mình đó chính là a person who job to teach somebody a skill or a sport. Vậy câu số 3 này của mình đó chính là ý B. Đến câu số 4 nào. You should be a beautician. You know all the best cream and the makeup to use. Cậu nên trở thành beautician của mình, có nghĩa là một chuyên gia trang điểm, chuyên gia làm đẹp, đúng không ạ? Cậu biết được
tất cả các loại kem và đồ trang điểm tốt nhất. Vậy thì ở đây chúng ta có từ beautician, có nghĩa là người chuyên gia trang điểm, có nghĩa là người khiến chúng ta trở nên đẹp hơn này, chăm sóc về mặt và chăm sóc cơ thể và chăm sóc tóc của chúng mình. Vậy thì ở đây đáp án đúng của mình sẽ là ý C. Và đây chính là bốn câu đầu tiên trong phần A. Bây giờ cô và các bạn cùng nhau đến với các câu tiếp theo nhé. Câu số 5 của mình nào. Being an entrepreneur is scary. You have to build a company from nothing. Trở thành một, cái từ này mình vừa có nghĩa tiếng Việt của mình là gì nào? Doanh nhân đúng không ạ? Trở thành doanh nhân thì rất là đáng sợ. Bạn phải xây dựng một công ty từ nothing, from nothing, và từ không có gì cả, từ con số 0. Vậy từ doanh nhân ở đây, từ entrepreneurs, có nghĩa là a person who makes money or by starting or running businesses, là một người mà kiếm tiền bằng việc là bắt đầu kinh doanh hoặc là điều hành kinh doanh, đúng không ạ? Vậy câu số 5 của mình thì chắc chắn mình sẽ phải nối với đáp án E rồi. Đến câu số 6 nào. My aunt is interior designer. He have a few new furnitures for our living room. Và ở đây chúng ta có từ mới mình học ở phần trước, đó là từ interior. Interior designer có là một nhà thiết kế nội thất. Vậy câu này mình có thể dịch là dì của tớ là một nhà thiết kế nội thất, cô ấy đã giúp chúng tớ chọn đồ nội thất mới cho phòng khách của mình. Và nhà thiết kế nội thất thì chúng ta có định nghĩa của từ đấy, đó chính là a person who job is to decorate the inside of the buildings, là một người mà công việc của họ là để trang trí bên trong của ngôi nhà. Mình tiếp tục đến câu số 7 ạ. I went to see a physical therapist when I broke my leg. He helped me get back on soccer field. Tớ đã đến gặp physical therapist, có nghĩa là chuyện ở nhà bác sĩ vật lý trị liệu. Khi mà chân tớ gãy chân, cô ấy đã giúp tớ quay trở lại với sân bóng. Vậy physical therapist, vừa như trong định nghĩa của chúng ta trong phần new word của chúng ta, thì đó chính là gì nhỉ? Bác sĩ vật lý trị liệu đúng không ạ? Là một người mà giúp chúng mình. A person who job to treat injury, là một người mà để điều trị các bệnh chấn thương. Using exercise muscles or hit, là người điều trị các chấn thương sử dụng mà chúng ta sử dụng bằng việc đó là tập thể dục này, massage hoặc là sử dụng nhiệt. Đến câu số 8 nào. Businesses pay influencers to use their products and post them on social media. Các doanh nghiệp trả tiền cho influencers. Influencer là một người mà chúng ta, một từ vựng bây giờ càng ngày càng phổ biến hơn, đó là những người có sức ảnh hưởng, đúng không ạ? Các doanh nghiệp trả tiền cho những người có sức ảnh hưởng để sử dụng their products, là sản phẩm của họ. Sau đó sẽ đăng cái sản phẩm của họ đấy lên trên mạng xã hội. Vậy thì chúng ta có từ influencer là những người mà thuyết phục người dùng, người xem là mua sản phẩm bằng cách việc là chúng đăng lên trên mạng xã hội những cái trang cá nhân của họ. Vậy thì câu số 8 mình sẽ đi với đáp án, đó là đáp án F. Và vừa rồi chúng ta cùng nhau hoàn thành xong bài tập đầu tiên. Chúng ta đã cùng nhau đọc này, dịch câu và nối các từ vựng với định nghĩa của chúng. Và bây giờ để tiếp tục bài học của mình thì mình sẽ cùng nhau đến với phần B. Và các bạn cùng nhau nhìn cho cô vào phần B nào. Write down where the people with the jobs above work at any other jobs and workplace you know to the box. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là phải viết nơi mà mọi người với những công việc ở trên ấy ạ, là những công việc mà chúng ta đã được biết trong phần new word. Những công việc trên làm ở đâu này, và chúng ta thêm công việc và thêm nơi người ta làm vào trong phần ở trong bảng. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái suggested answer, câu trả lời mẫu để giúp các bạn hoàn thành bài tập này nhé. Đầu tiên chúng ta có banker, là nhân viên ngân hàng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm ở bank, là ngân hàng rồi, đúng không nhỉ? Instructor là huấn luyện viên này, thì chúng ta có thể có đó là classroom, là các phòng học này, hoặc có thể là sport center, là trung tâm thể thao, giống như có rất nhiều yoga instructor, có rất nhiều các huấn luyện viên yoga làm việc tại các trung tâm thể thao. Ví dụ như chúng ta có rất nhiều trung tâm thể thao ở trên thành phố.
đến câu số 3 của chúng ta, beauticians, là chuyên viên làm đẹp, chuyên gia trang điểm. Chuyên viên làm đẹp thì tất nhiên chúng ta sẽ thường làm ở spa, các trung tâm chăm sóc. Số 4, editor, là biên tập viên. Thì biên tập viên thường thì chúng ta sẽ làm office, là làm ở văn phòng. Tuy nhiên, có một số trường hợp chúng ta vẫn có thể làm ở work from home, có nghĩa là mình sẽ làm việc ở nhà. Đây là 4 công việc đầu tiên và chúng ta sẽ có thể đến công việc tiếp theo. Entrepreneurs là doanh nhân. Thì chắc chắn sẽ là office là cái sự lựa chọn mà chúng ta đều nghĩ đến. Doanh nhân thì thường sẽ làm ở văn phòng này, và hoặc là có thể làm ở nhà. Influencers là những người gọi là influencer, là những người có ảnh hưởng, thì đa số người ta sẽ làm ở nhà để tiện cho công việc chụp hình này, quay dựng, cắt ghép các video để đăng lên mạng xã hội. Tiếp theo chúng ta có physical therapist, những bác sĩ trị liệu thì thường chúng ta làm ở clinic, là phòng khám, hoặc là làm ở hospital, là bệnh viện. Và cuối cùng, interior designers, là các nhà thiết kế nội thất, thì chúng ta sẽ làm ở đâu ạ? Sẽ làm ở office hoặc là home, làm ở nhà hoặc là ở văn phòng. Và ví dụ chúng ta có một từ đó, từ police, ví dụ như bây giờ đây là tất cả các từ mà mình học rồi nhá. Còn có công việc khác, đó là ví dụ như chúng ta có từ police là bác sĩ, là cảnh sát chẳng hạn. Thì chắc chắn nơi mà police, cảnh sát làm thì chúng ta có police station, là đồn cảnh sát đúng không? Vậy thì các bạn, phần suggested answer này nó bao gồm công việc và nơi các công việc đó, nơi mà người thực hiện làm công việc đó làm việc. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần C. Phần C của chúng ta ở đây đó là in pairs. Use the new word to talk about the careers or future career of your family and friends. Phần C của chúng ta đó là làm việc theo cặp. Sử dụng các từ mới để nói về nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp tương lai của gia đình và bạn bè của mình. Và người ta cho chúng ta một ví dụ như sau ạ. My sister wants to be a beautician. Chị gái của tớ muốn trở thành một chuyên gia làm đẹp. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của phần C này có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các từ mới ở trong phần trên. Đó là 8 từ mới liên quan đến nghề nghiệp của mỗi người. Và sử dụng từ mới đấy để nói về nghề nghiệp trong tương lai của gia đình hoặc của bạn bè mình. Và bây giờ cô sẽ có những suggested answers, là những câu trả lời mẫu để giúp các bạn hoàn thành phần này nhá. Đầu tiên nào, ví dụ chúng ta nói về nghề nghiệp của gia đình mình đi, thì mình sẽ nói là My mother is a physical therapist, là mẹ của tớ là một bác sĩ trị liệu. Đến câu số 2 nào, đây là nói về nghề nghiệp hiện tại của mẹ đúng không ạ? Và bây giờ mình sẽ đến câu số 2. My brother wants to be an entrepreneur. Anh của tớ muốn trở thành entrepreneur, mình biết đó là doanh nhân. Anh của tớ muốn trở thành doanh nhân. Vậy thì các bạn thấy ở đây, đây câu đầu tiên, my mother is a physical therapist, có nghĩa là nói đến hiện tại của công việc hiện tại của mẹ tớ là bác sĩ trị liệu. Và câu số 2 là my brothers want to be, là anh tớ muốn trở thành, và đây chính là nói đến nghề nghiệp tương lai của những người của anh mình muốn trở thành. Và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong phần A, đó là phần new word sử dụng sau khi hoàn thành 3 phần bài tập A, B và C. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến phần tiếp theo của lesson 2, đó là phần reading. Để bắt đầu phần reading này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần pre-reading, là phần trước khi đọc. Và các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô vào câu hỏi đầu tiên, phần A. Read the email from Lizzie to Jess and choose the subject line of Jess' original email. Bây giờ nhiệm vụ của phần A của chúng ta đó chính là đọc một bức thư từ Lizzie đến Jess và chọn cái subject line, có nghĩa là chọn dòng chủ đề cho email gốc của Jess. Và đây chúng ta có phần subject line here. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải chọn một phần dòng chủ đề phù hợp so với cái email gốc của bạn Jess. Và chúng ta có 3 đáp án. Number 1, my new school, ngôi trường mới của tôi. Number 2, I need some advice, là tớ muốn gì ạ?
Tớ muốn một vài lời khuyên. Number three. What career do you want? Bạn muốn làm nghề gì? Và bây giờ để hoàn thành phần A này thì cô mời và cô cùng các bạn sẽ cùng nhau đọc bức thư của Lizzie gửi đến Jess nhé. Đầu tiên, bức thư của Lizzie về Jess. Hi Jess, it's nice to hear from you. I'm so happy that you are doing well and enjoying your new home in Canada. I'd be happy to give you some advice on your career. I have been looking at what to do myself and it has been pretty difficult. It's great that you narrow it down to be either an interior designer or a banker. I have to say, they are very two different jobs. Đầu tiên thì bạn Jess nói như thế nào ạ? Bạn Lizzie nói như thế nào nhỉ? Chào Jess, tớ rất vui khi được nghe từ bạn. Tớ rất vui vì bạn đang sống tốt và tận hưởng ngôi nhà mới ở Canada. Tớ rất vui khi được cung cấp cho bạn một số lời khuyên về sự nghiệp của mình. Tớ đang suy nghĩ là xem là mình phải làm gì và việc đó khá là khó khăn. Thật tuyệt khi bạn đã thu hẹp được phạm vi là trở thành một nhà thiết kế nội thất hoặc là một nhân viên ngân hàng. Tớ phải nói rằng đó là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Thì ở đây, đây chính là bức thư của bạn Lizzie gửi cho bạn Jess để trả lời câu hỏi của bạn Jess hỏi, đúng không ạ? Và bây giờ tiếp tục, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Anyway, you could definitely be a great interior designer. You are so creative and artistic. You'd really enjoy choosing furniture and colors for different rooms. I think you could even work from home for some businesses. I know how much you love your sofa. However, as an interior designer, you could have some really difficult clients who don't know what they want and find it hard to keep up with the newest trends and popular styles. I think if you did lots of research and learned how to talk to clients, you could avoid those problems. Dù thế nào đi chăng nữa, tớ chắc chắn cậu có thể là một nhà thiết kế nội thất rất là giỏi. Cậu vừa sáng tạo lại vừa nghệ thuật. Cậu thực sự thích việc lựa chọn các đồ nội thất và màu cho các phòng khác nhau. Tớ nghĩ là cậu thậm chí có thể làm việc ở nhà cho một số doanh nghiệp. Tớ biết là cậu yêu thích những chiếc ghế sofa của mình như thế nào. Tuy nhiên, khi là một nhà thiết kế nội thất, cậu có thể sẽ gặp những vị khách rất là khó tính. Họ không biết là họ muốn gì, và hoặc là có thể cậu cảm thấy rất là khó khi mà chúng phải theo kịp những cái xu hướng mới nhất và những cái phong cách phổ biến. Tớ nghĩ nếu cậu là nghiên cứu nhiều, học cách nói chuyện với khách hàng thì cậu có thể tránh được các vấn đề này. Thì đoạn trên này nó đang cho bạn Lizzie đã cho bạn Jess biết lời khuyên của mình khi nếu bạn Jess muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất thì bạn ấy có khả năng làm được nó không này, và những khó khăn và cách khắc phục của bạn Lizzie nghĩ cho bạn Jess. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo. Being a banker is also interesting career choice. I never really saw you as a banker, but I know you could be great at it. They make lots of money and work as part of a big team. You enjoy that. You could even work with some rich and famous people. However, I think you might have to work a lot. Bankers work all the time. You might not get much time to be creative. I know you are really hardworking, but I think if you find a good work-life balance, you could enjoy being a banker though. I hope that helped. Let me know what you decide to do. I think you should meet up over the holidays. When are you free? Speak soon, Lizzie. Và đoạn cuối của chúng ta thì bạn Lizzie có nói là làm nhân viên ngân hàng thì cũng là một sự lựa chọn nghề nghiệp thú vị. Còn tớ thì chưa bao giờ thực sự tưởng tượng ra bạn với cương vị là một nhân viên ngân hàng. Nhưng tớ biết là bạn sẽ làm việc đó rất là tốt. Nhân viên ngân hàng thì kiếm rất nhiều tiền này, và làm việc như một phần của một đội nhóm rất là lớn, và chắc chắn bạn sẽ thích điều đó. Bạn thậm chí có thể làm việc với một số người rất là giàu và nổi tiếng. Tuy nhiên, tớ nghĩ là bạn sẽ phải làm việc rất là nhiều,
bởi vì nhân viên ngân hàng làm việc toàn thời gian và bạn sẽ không có thời gian để sáng tạo. Tớ biết là bạn làm là một người hết sức chăm chỉ. Tuy nhiên, tớ nghĩ nếu mà bạn tìm thấy được sự cân bằng giữa cuộc công việc và được cuộc sống thì bạn có thể thích làm nhân viên ngân hàng đấy. Và tớ hy vọng điều này có thể giúp bạn, và hãy cho tớ biết là bạn quyết định điều gì nhé. Tớ nghĩ là chúng mình nên gặp nhau sau và dịp nghỉ lễ khi nào bạn rảnh vậy. Và speak soon có nghĩa là hẹn gặp lại sớm nhá, Lizzie. Và đây chính là bức thư mà bạn Lizzie gửi cho bạn Jess. Và qua bức thư này thì chúng ta thấy được là bạn Lizzie nói với bạn Jess những lời khuyên, đúng không ạ? Về nếu mà bạn Jess chọn công việc là nhân viên ngân hàng hay là công việc là nhà thiết kế nội thất thì chúng ta sẽ như thế nào. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến hoàn thành phần A. Đó là chúng ta vừa đọc xong email from Lizzie to Jess rồi ạ. Chúng ta đọc bức thư từ Lizzie ở bạn Jess rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cho cô cái subject line nào. Cái chủ đề của bạn Jess, original email. Có nghĩa là vừa rồi chúng ta chỉ biết được là bức thư của bạn Lizzie thôi ạ. Còn bức thư của bạn Jess thì cái chủ đề sẽ là gì nhỉ? My new school, đúng không ạ? Trong bài bức thư này của bạn Lizzie gửi cho bạn Jess thì không có thông tin nói về new school. Là chúng ta sẽ bỏ qua nào. What career do you want? Nghề nghiệp nào mà bạn muốn? Có nghĩa là bạn Jess có hỏi bạn Lizzie về nghề nghiệp mà bạn Jess muốn không? À, bạn Lizzie muốn không? Không, đúng không ạ? Chắc chắn là mình sẽ bỏ ý số 3 đi rồi. Vậy chỉ còn ý số 2, I need some advice. Bởi vì bạn Jess muốn hỏi bạn Lizzie một số lời khuyên, vì bạn Jess đang phân vân giữa hai công việc, đó là nhà thiết kế nội thất và nhân viên ngân hàng. Vậy đáp án đúng của phần A này của chúng ta đó là đáp án 2, I need some advice. Và bây giờ để tiếp tục của phần reading thì cô mời các bạn cùng nhau chuyển đến phần tiếp theo, đó là why reading, trong khi đọc. Và các bạn nhìn cho cô. Now read and answer the questions. Bây giờ sẽ đọc và trả lời câu hỏi. Như vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đọc và chúng ta cũng đã cùng nhau nắm rõ được cái nội dung của bức thư bạn Lizzie gửi cho bạn Jack rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc câu hỏi này, tìm thông tin và trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta có What country has Jess moved to? Câu này của mình là gì nhỉ? What country ở đây có nghĩa là quốc gia. Và câu này mình có thể dịch là bạn Jess chuyển đến quốc gia nào? Vậy ở đây trong phần bài đọc chúng ta có nhận ra là bạn Jess chuyển đến quốc gia nào không nhỉ? Ở đây mình có đó là Canada, là Canada. Và thông tin của chúng ta tìm thấy đó chính là I'm so happy that you're doing well and enjoy your new home in Canada. Tớ rất vui vì cậu đang làm rất là tốt và đang tận hưởng cái ngôi nhà mới ở Canada. Vậy thì chắc chắn là bạn Jess mới chuyển đến sống ở gì rồi? Canada. Vậy câu số 1 này của chúng ta, đáp án chính là Canada. So, question number 2. The word store in paragraph 4 encloses meaning to. Từ store ở đoạn 4 thì đồng nghĩa, gần nghĩa nhất với từ nào? Chúng ta có A, watch, B, imagine, C, cut. Và ở đây chúng ta nhá, từ store ở đây mình có nghĩa đen, đó là nhìn thấy, đúng không ạ? Nếu các bạn chọn nhìn thấy thì mình chắc chắn đa số các bạn sẽ chọn là từ watch. Nhưng ở đây trong bài của chúng ta sẽ không mang nghĩa là nhìn thấy, mà sẽ mang nghĩa là I never saw you. I never saw you that as a banker. Chẳng lẽ mình lại dịch là tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu như là một nhân viên ngân hàng à? Ở đây có nghĩa là tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra cậu với cương vị là một nhân viên ngân hàng. Dịch như thế thì chúng ta mới đúng với cái context của bài, cái hoàn cảnh, ngữ cảnh của bài. Vậy câu này của mình, number 2, mình sẽ chọn đáp án đó là imagined. Và các bạn chọn cho cô đáp án đó là đáp án B. Being a banker is also interesting career choice. I never really saw you at a banker, but I know you could be great at it. Vậy các bạn nhìn đây nhá, nếu mà từ saw chúng ta chọn bằng từ watch thì chắc chắn nó sẽ không hợp với cái chỗ này rồi. Nên vì vậy, câu saw ở đây mình có thể dịch qua tiếng Việt là tớ chưa bao giờ tưởng tượng cậu như là một nhân viên ngân hàng.
Bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo, câu số 3 của chúng ta nào. According to the email, all of the following are true except theo như đoạn văn trên, theo như bức thư trên. Tất cả những điều này sau đây, những điều sau đây là đúng ngoại trừ. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm một đáp án mà không xuất hiện trong bài hoặc là không đúng với những thông tin trong bài mà chúng ta đọc. Chúng ta có đáp án A. Lizzie knows what career she wants. Lizzie biết là nghề cô ấy muốn là ngành gì. Jess had thought about what career she wants. Bạn Jess đã nghĩ về nghề nghiệp mà bạn ấy làm, muốn là gì. Lizzie thinks Jess is artistic. Lizzie nghĩ Jess là một người rất là làm sao ạ? Rất là có tính nghệ thuật. Vậy ở đây của chúng ta, mình sẽ chọn đáp án nào nhỉ? Bây giờ bạn Lizzie của chúng ta, bạn ấy đã biết được nghề nghiệp mình muốn làm chưa? Bạn ấy mới hỏi bạn Jess về bao nhiêu nghề nhỉ? Về hai nghề đó là Interior designer and banker. Vậy câu số 3 này thì chúng ta sẽ chọn đó là ý A. Và thông tin ở đây ạ. It's great that you narrow it down to be either an interior designer or a banker. Thật là tuyệt bởi vì bạn đã rút gọn nó xuống. Một là trở thành một nhà thiết kế nội thất, hai là a banker, là một nhân viên ngân hàng. Vậy khi mà chúng ta, bạn Lizzie, bạn ấy vẫn đang phân vân ở bao nhiêu công việc ạ? Hai công việc đó là nhà thiết kế nội thất hoặc là một ngân hàng, là nhân viên ngân hàng. Nên là vì vậy chắc chắn thì bạn Lizzie vẫn chưa biết rõ là mình là muốn làm nghề gì đúng không? Vậy đáp án đúng của mình sẽ là ý A, bởi vì là theo những thông tin trong bài mình đọc và cái information, cái thông tin mà cô lấy được ra trong bài ở đây ạ, thì bạn Lizzie bây giờ bạn ấy vẫn chưa biết được bạn ấy muốn làm gì. Bạn ấy mới chỉ thu gọn được lại là hai công việc mà bạn ấy muốn thôi. Còn cái công việc chắc chắn bạn ấy muốn thì bạn ấy vẫn chưa biết được. Với đáp án đúng của mình thì chắc chắn đó là đáp án A. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển đến câu tiếp theo. What three description does Lizzie use for Jess? Description ở đây có nghĩa là mô tả. Ba cái mô tả nào mà Lizzie sử dụng cho bạn Jess? Và bây giờ mình sẽ cùng nhau xem. Bạn Lizzie có nói với bạn Jess là You are so creative and artistic. Vậy chúng ta đã có hai cái mô tả rồi. Bạn thật sự rất là creative, là sáng tạo này. Artistic là có tính nghệ thuật. Vậy chúng ta đã có hai từ rồi. Tiếp tục, và có một câu nữa là I know you are really hardworking, but I think if you find a good work-life balance, you can enjoy being a banker though. Từ đầu tiên chúng ta có là creative, từ thứ hai là artistic, và từ thứ ba chính là hardworking. Vậy ba tính từ dùng để miêu tả bạn Jess và bạn Lizzie đã dùng đó chính là từ creative, artistic and hardworking. Và đó chính là ba tính từ bạn Lizzie dùng để miêu tả bạn Jess, đó là sáng tạo này, có tính nghệ thuật và rất là chăm chỉ. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với câu số 5, câu cuối cùng trong phần while reading, phần trong khi đọc này. Câu số 5 của chúng ta nào. Which of the following can be inferred from the email? Phần thông tin nào dưới đây có thể suy ra từ trong email? A. Lizzie thinks Jess would enjoy being a banker more than an interior designer. Lizzie nghĩ là Jess sẽ thích làm nhà thiết kế nội thất hơn là nhân viên ngân hàng. Lizzie nghĩ là Jess sẽ thích là nhân viên ngân hàng hơn là nhà thiết kế nội thất. B. Lizzie thinks Jess would enjoy being an interior designer more than a banker. Lizzie nghĩ là Jess sẽ thích làm nhà thiết kế nội thất hơn là nhân viên ngân hàng. C. Lizzie thinks Jess would enjoy having both career equally. Lizzie nghĩ Jess sẽ thích có cả hai sự nghiệp như nhau. Vậy thì ở đây chúng ta có phần thông tin. Ở đây ạ. Đáp án của bạn ấy sẽ là đáp án B, và chúng ta có thông tin đó là you'd really enjoy choosing furniture and color for different rooms. Bạn rất thích chọn đồ nội thất và màu cho các phòng. Và đối với bạn đấy, đối với bạn Lizzie thì bạn Jess có rất nhiều khả năng để trở thành
một nhà thiết kế nội thất, bạn ấy thích chọn đồ nội thất này, bạn ấy thích chọn màu cho các phòng này, và bạn ấy yêu thích cái sofa của mình như thế nào. Và I never really saw you as a banker, but I know you could be great at it. Và bạn Lizzie chưa bao giờ nghĩ, chưa bao giờ tưởng tượng bạn Jess như là một nhân viên ngân hàng cả, dù mà chắc chắn là nếu mà bạn Jess muốn làm nhân viên ngân hàng thì bạn ấy sẽ làm việc điều đó rất là tốt. Và vừa rồi đó chính là các câu hỏi và câu trả lời trong phần while reading trong khi đọc. Và trong khi đọc bài này thì chúng ta cũng đã biết được nội dung của bài đọc của mình đọc hôm nay, đó là về bức thư mà bạn Lizzie gửi cho bạn Jess, về những lời khuyên về cái công việc mà bạn Jess đang lưỡng lự giữa hai công việc, và bạn Lizzie đã cho bạn Jess biết được là những cái lợi ích của bạn Jess khi bạn ấy làm interior designer là nhà thiết kế nội thất như thế nào, và những khó khăn bạn ấy có thể gặp phải, cũng như là những lợi ích của việc làm nhân viên ngân hàng cũng như khó khăn của chúng. Và bây giờ để tiếp tục đến với phần C, phần bài học tiếp theo, thì cô mời các bạn cùng nhau chuyển đến phần C, listen and read. Và bây giờ để hoàn thành bài tập này thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Listen and read. 2. Jessica HT at chatbox.com. Subject: Re. I need some advice. Hi Jess, it's nice to hear from you. I'm so happy that you're doing well and enjoying your new home in Canada. I'd be happy to give you some advice on your career. I've been looking at what to do myself, and it's been pretty difficult. It's great that you narrowed it down to being either an interior designer or a banker. I have to say, they are two very different jobs. Anyway, you could definitely be a great interior designer. You're so creative and artistic. You'd really enjoy choosing furniture and colors for different rooms. I think you could even work from home for some businesses. I know how much you love your sofa. However, as an interior designer, you could have some really difficult clients who don't know what they want or find it hard to keep up with the newest trends and popular styles. I think if you did lots of research and learned how to talk to clients, you could avoid those problems. Being a banker is also an interesting career choice. I never really saw you as a banker, but I know you could be great at it. They make lots of money and work as part of a big team. You'd enjoy that. You could even work with some rich and famous people. However, I think you might have to work a lot. Bankers work all the time. You might not get much time to be creative. I know you're really hardworking, but I think if you find a good work-life balance, you could enjoy being a banker though. I hope this helped. Let me know what you decide to do. I think we should meet up over the holidays. When are you free? Speak soon. Lizzie. Cô và các bạn cùng nhau lắng nghe bức thư mà bạn Lizzie gửi cho bạn Jess rồi, đúng không ạ? Và bây giờ để tiếp tục phần bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến phần D trong phần reading nhé. Post reading, sau khi đọc nào. Bây giờ các bạn cùng nhau nhìn cho cô vào câu hỏi. In pairs, what are the positive and negative? Can you think of a career? Which career would you prefer to have and why? Và bây giờ bài phần yêu cầu của phần D của chúng ta đó chính là làm việc theo cặp, những cái mặt tích cực nào, bạn có thể nghĩ ra những mặt tích cực và tiêu cực nào trong mỗi nghề nghiệp, và bạn muốn làm nghề nghiệp nào hơn và tại sao. Yêu cầu của phần D chúng ta là sẽ thảo luận với bạn cùng nhóm của mình xem là trong hai công việc đó là thiết kế nội thất và là nhân viên ngân hàng thì nó còn có điều tích cực nào khác nữa và còn có điều tiêu cực nào khác nữa. Và bây giờ để hoàn thành phần D này, vậy bây giờ cô sẽ có phần hướng dẫn trả lời chúng ta nhé. Đầu tiên nào, is it immensely fulfilling for interior designers to breathe new life into lackluster interiors, seeing a once empty room blossom into beautiful living environment through their design skills? Your magical feelings. However, juggling clients' demand under tight deadlines can make interior design a high-pressure job. Đầu tiên, công việc đầu tiên đó chính là công việc nhà thiết kế nội thất, thì rất là mãn nguyện đối với một nhà thiết kế nội thất khi mà chúng ta chứng kiến một sự sống mới đối với những cái nội thất
mờ nhạt. À, chúng ta nhìn thấy một cái văn phòng từ đầu là một cái văn phòng hết là trống trải, trở thành một nơi làm việc tuyệt vời hoặc nơi sống tuyệt vời dựa trên những khả năng thiết kế của họ thì là một sự cảm giác rất là tuyệt vời. Vậy ở đây đầu tiên của chúng ta đó là sự thỏa mãn khi mà chúng ta có thể thiết kế dựa trên kỹ năng của mình để thổi sức sống vào trong những cái căn phòng nó rất là đơn giản ban đầu, và dựa vào tài thiết kế của chúng ta nó đã trở thành một nơi hết sức là lý tưởng cho việc học tập, làm việc. Tuy nhiên, đấy là phần positive, là phần tích cực của việc làm thiết kế nội thất. Tuy nhiên, sự tiêu cực của nó đó chính là chúng ta phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong một thời gian rất là chặt. Có nghĩa là cái deadline, cái hạn mức deadline nó rất là kín, có thể khiến cho nghề thiết kế nội thất thành một công việc rất là áp lực. Tiếp theo nào, đây chính là phần điều tích cực và tiêu cực về nghề thiết kế nội thất. Chúng ta sẽ có đến nghề tiếp theo, đó là a banker, là một nhân viên ngân hàng. It's easy to maintain a relationship and have a family when you work in a bank. The hours allow you to have plenty of time to be at home. Nevertheless, if you make a single mistake, it could be an expensive one. Whether you give someone the wrong amount of money, or you make accounting error elsewhere, it can lead to a big problem and you may not only lose your job over it, but also have a criminal investigator look into what happened. Đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lợi ích và bất lợi của việc làm ngân hàng. Dễ dàng làm ngân hàng thì dễ dàng duy trì mối quan hệ gia đình này. Khi làm việc trong ngân hàng này, giờ làm việc có thể cho chúng ta có thời gian làm ở nhà, bởi vì làm ngân hàng cũng có một số vị trí mình có thể làm việc ở nhà. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta phạm mắc một sai lầm duy nhất thì chúng ta phải có thể trả giá rất là đắt về cái sai lầm đấy. Cho dù mình đưa sai số tiền cho ai hoặc là mắc lỗi một cái lỗi đếm số rất là nhỏ thôi, nó cũng có thể gây ra một vấn đề rất là lớn. Và không chỉ là chúng ta mất công việc của mình, và còn có thể là có một điều tra viên hình sự đến xem xét chuyện gì xảy ra. Thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau thêm những điều tích cực và những điều hạn chế về hai công việc ở trong bài, đó là công việc thiết kế nội thất và nhân viên ngân hàng. Và bây giờ đến phần câu hỏi tiếp theo, đó là which career would you prefer to have? Là bạn thích công việc nào hơn và tại sao? Thì ở đây thì mình có thể có câu trả lời như sau. I would prefer to be a banker because most banks are closed by 5 or 6 p.m. and they are also closed on the weekends. That means that I get to work normal hours. Tuy vậy nhưng tớ vẫn thích làm nhân viên ngân hàng hơn, bởi vì hầu hết các ngân hàng đều đóng cửa vào lúc 5 đến 6 giờ chiều. Và ngân hàng cũng đóng cửa vào cuối tuần. Thế là vì vậy tớ có thể làm giờ việc giờ bình thường và chúng ta không cần phải làm việc quá giờ giống như là nghề thiết kế nội thất. Tuy nhiên, có một số ngân hàng yêu cầu chúng ta làm việc quá thời gian, nhưng tuy đa số các ngân hàng đều đóng cửa lúc 5-6 giờ chiều. Nên vì vậy tớ I would prefer to be a banker. Rồi, đây chính là phần hướng dẫn để các bạn có thể hoàn thành xong phần D, post writing. Và bây giờ để tiếp tục phần bài học của ngày hôm nay của chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến phần tiếp theo, đó chính là grammar, phần ngữ pháp. Và bây giờ các bạn cùng nhau nhìn cho cô về phần ngữ pháp này, thì người ta yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Đầu tiên, các bạn nhìn cho cô, đó là phần A. Read about could, then fill in the blank. Could, we can use could to. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc về the could ở đây ạ. Could ở đây có nghĩa là có thể, và điền vào chỗ trống. Vậy chúng ta có thể dùng could là động từ khuyết thiếu could để làm gì? Đầu tiên, express possibility, thể hiện sự có khả năng xảy ra của một vấn đề gì đó. Do you think I could be a good software engineer? Cậu nghĩ tớ có thể trở thành một nhân viên kỹ thuật tốt được không? We can show how certain we are by using different phrases before. I think, I believe, or after, definitely, probably, could. Chúng ta có thể thể hiện sự chắc chắn của mình bằng sử dụng các cụm từ trước hoặc là sau từ could. Như từ trước từ could thì chúng ta có thể dùng từ I think, I believe.
và sau nó mình có thể dùng từ definitely and probably. Và bây giờ mình có ví dụ như sau. I think you could be a good lawyer if you work hard. Tôi nghĩ cậu có thể trở thành một luật sư tốt nếu mà cậu làm việc chăm chỉ. She could definitely find a job in the city. Cô ấy chắc chắn có thể tìm một công việc ở trên thành phố. Vậy cách dùng của đầu tiên của từ could mà mình biết đó chính là express possibility, là thể hiện khả năng xảy ra của một điều gì đó. Make suggestions có nghĩa là đưa ra lời đề nghị, và chúng ta có ví dụ như sau. We could meet after school in library, là chúng ta có thể gặp nhau sau giờ học ở trong thư viện. Đó chính là lời gợi ý đúng không ạ? Tiếp theo, chúng ta có thể dùng từ could talk about possibility. Sử dụng để nói về khả năng, nhưng mà khả năng trong đâu ạ? Past là khả năng trong quá khứ. For example, when I was young, I could learn things really quickly. Khi tớ còn nhỏ, tớ có thể học mọi thứ rất là dễ dàng. Vậy thì đây chính là khả năng của tớ khi tớ còn gì? Còn nhỏ. Là lúc đấy tớ có thể học mọi thứ rất là dễ. Vậy, cách dùng tiếp theo của từ could có nghĩa là nói về khả năng trong quá khứ. Make polite request là chúng ta có thể dùng từ could để đưa ra những cái lời yêu cầu cách làm sao ạ? Hết sức là lịch sự. Và mình có một ví dụ như sau. Could you help me research these jobs? Cậu có thể giúp tớ nghiên cứu hoặc là tìm hiểu về những công việc này không? Và mình dùng từ could như là một cách để chúng ta đưa ra những cái lời gọi là yêu cầu một cách rất là lịch sự đối với người nghe. Vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau biết được là cách sử dụng của động từ khuyết thiếu could. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với cấu trúc câu khi chúng ta sử dụng động từ could nhé. Đầu tiên chúng ta có dạng affirmative, có nghĩa là dạng khẳng định. Thì chúng ta có chủ ngữ cộng với could, hoặc là có thể thêm trạng từ cộng với động từ nguyên thể, hoặc sau đó là tân ngữ. Ví dụ chúng ta có câu You could work with some interesting people as an influencer. Cậu có thể làm việc với một số người rất là thú vị nếu mà với cương vị là một nhà có ảnh hưởng trên mạng. Some patients could certainly be difficult or rude. Một số bệnh nhân có thể chắc chắn rất là khó khăn hoặc là rất là bất lịch sự. I could study for hours as a teenager. Tớ có thể học hàng giờ với khi còn là trẻ thiếu niên. Vậy thì ở đây chúng ta có câu khẳng định của mình sẽ là chủ ngữ này cộng với could, sau đó có thể có hoặc không trạng từ. Ví dụ như trạng từ chúng ta có từ certainly chẳng hạn. Đó, và sau đó mình sẽ cộng với động từ nguyên thể. Các bạn nhớ cho cô nhá. Sau could thì chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên thể. Ví dụ như từ work, từ be và study. Rồi tiếp, đến câu tiếp theo chúng ta có questions. À, sang dạng questions là câu hỏi của nó. Thì mình sẽ để could lên trên đầu, xong sau đó cộng với chủ ngữ, cộng với bare infinitive là verb gì nhỉ? Verb nguyên thể cộng với tân ngữ. Ví dụ như chúng ta có câu là Could I be a doctor in the future? Tớ có thể là bác sĩ ở trong tương lai hay không? Could you come to my house and help me research apprenticeship? Could we meet in the library? Chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện được không? Đây chính là cấu trúc câu của câu hỏi. Đó là chúng ta sẽ để could lên làm đầu câu. Could đứng vị trí đầu câu, xong sau đó đến chủ ngữ, động từ nguyên thể và tân ngữ. Đến câu negative là câu phủ định. Là chúng ta sẽ có we don't make negative sentences with could not for possibility. Chúng ta không sử dụng câu phủ định với từ could not để cho nói về khả năng của xảy ra, và chúng ta có thể sử dụng đó là sử dụng từ might not. Ví dụ ở đây chúng ta có nói là I could not get good enough grade past ability. Ở đây nói về khả năng trong quá khứ thì chúng ta có thể dùng từ could được. Tuy nhiên nếu nói về khả năng trong tương lai thì chúng ta sẽ không sử dụng từ could not, mà mình sẽ sử dụng là từ might not. I might not get good enough good grades
và đây là future possibility. Và tiếp theo chúng ta có một trường hợp nữa dùng could, đó là conditionals, nghĩa là câu điều kiện. Ví dụ các bạn thấy ở đây, chủ ngữ này cộng với could cộng với trạng từ gốc nguyên thể cộng tân ngữ và if đằng sau, đó là mệnh đề. You could potentially have a lot of people if you become a doctor. Vậy câu này dịch là gì? Cậu có khả năng giúp rất nhiều người nếu cậu trở thành bác sĩ. Rồi, nếu trong trường hợp chúng ta để if đầu câu, xong sau đó mình sẽ để chủ ngữ cộng could cộng với verb nguyên thể cộng với tân ngữ, ví dụ như ở đây ạ. If you work really hard, I think you could even become a CEO. Nếu cậu làm việc thực sự chăm chỉ, tớ nghĩ cậu thậm chí có thể trở thành tổng giám đốc cơ. Thì đây chính là các cấu trúc câu mà chúng ta có thể sử dụng của could. Đầu tiên, câu khẳng định, câu nghi vấn, câu phủ định, và chúng ta còn có câu điều kiện nữa. Và bây giờ đến phần tiếp theo, sau khi chúng ta đọc các thông tin về cách sử dụng từ could và cách dùng rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau fill in the blank, điền vào chỗ trống. Ví dụ các bạn nhìn ở đây, đây là bức tranh nói về a banker, đúng không ạ? Vậy câu này bạn ấy muốn nói là cậu chấm chấm chấm, you dot dot a lot of money as a banker. You are right. Cậu chấm 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 rất nhiều tiền nếu mà làm nhân viên ngân hàng. Vậy cậu thì làm sao nhỉ? Cậu có thể kiếm, đúng không ạ? Cậu có thể kiếm rất nhiều tiền khi làm nhân viên ngân hàng. Và chúng ta ở đây nói đến khả năng trong tương lai. Vậy câu này mình sẽ viết là you could make a lot of money as a banker. Cậu có thể kiếm rất nhiều tiền nếu là nhân viên ngân hàng. Vậy từ cần điền của chúng ta trong bài đó là could make. Tiếp theo đến phần B của phần grammar này, các bạn sẽ cùng nhau listen and check. Listen again and repeat. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn audio xem chúng ta đã điền đúng bài chưa nhá. Rồi cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nào. You could make a lot of money as a banker. You're right. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe lại một lần nữa nhá. Grammar. You could make a lot of money as a banker. You're right. Ok, vậy là câu này của chúng ta cũng điền đó là could make để nói về future possibility, khả năng trong tương lai. Và bây giờ để tiếp tục với phần grammar này, cô mời các bạn cùng nhau đến với phần số 3, practice. Đến phần C của chúng ta ở đây ạ. Người ta yêu cầu chúng ta đó là underline the two words that should switch position. Underline, gạch chân, two words, hai từ mà cần phải đổi vị trí cho nhau. Vậy gạch chân hai từ cần đổi vị trí cho nhau thì chúng ta sẽ có câu số 1 nào. Mình sẽ làm lần lượt từng câu để xem trường hợp nào chúng ta cần đổi vị trí nhá. Câu số 1. If I get good grades, could I get into a great university? And here we see it's a period, a dot, là một dấu chấm đúng không ạ? Nếu tớ đạt điểm tốt, tớ có thể vào trường đại học được không? Cấu trúc câu ở đây nếu mình dùng từ là could I get into a great university thì đây chắc chắn phải là một câu hỏi. Nhưng ở đây chúng ta thấy cuối câu lại là một dấu chấm. Nên vì vậy hai từ cần phải đổi vị trí cho nhau, đó chính là từ could và từ I. Vậy cả câu hoàn chỉnh của mình sẽ là if I get good grades, I could get into a great university. Vậy hai từ cần đổi vị trí đó là could and I. Đến câu số 2 nào. You work potentially could with some difficult people as a beautician. Cậu làm việc chủ yếu có thể với một số người rất là khó khăn nếu mà cậu làm là một chuyên gia trang điểm, chuyên gia làm đẹp. Vậy ở đây chúng ta thấy cho cậu potentially could trong cấu trúc câu của chúng ta, chủ ngữ này cộng với từ could cộng với trạng từ với cộng với động từ. Vậy câu này của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đổi vị trí giữa từ work và từ could, đúng không ạ? Bởi vì could đứng trước động từ. Và câu này của mình, câu đầy đủ của nó sẽ là you could potentially work with some difficult people as a beautician. Và đến câu số 3 nào.
I think you could not make lots of money, but you might have a lot of fun. Tớ nghĩ là cậu không thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cậu chắc chắn sẽ rất là vui. Và các bạn nhìn cho cô ở đây, chúng ta sử dụng từ could not. I think you could not make lots of money. Đây có phải nói về khả năng trong quá khứ không? Không đúng không ạ? I think ở đây là nói về possibility, là khả năng, future possibility, khả năng trong tương lai. Và chúng ta biết là chúng ta sẽ không sử dụng could not trong việc nói về khả năng trong tương lai, và mình sẽ sử dụng đó là might not. Đấy là vì vậy ở đây mình sẽ đổi vị trí của từ could và từ might. Và câu đầy đủ của mình đó chính là I think you might not make lots of money, but you could have a lot of fun. Tớ nghĩ cậu sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu, nhưng mà cậu sẽ rất là vui đấy. Và vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành xong câu số 5 và câu số 6 nào. I couldn't get raised when I was in high school. Câu này ở đây mình có thể dịch là tớ không thể đạt điểm cao khi tớ còn đi học. Và các bạn nhìn cho cô ở đây, chúng ta có từ couldn't có nghĩa là câu phủ định đúng không ạ? Và câu phủ định và sau couldn't thì bắt buộc nó sẽ là động từ chính. Và đây động từ chính trong câu chính là từ get. Và vậy chúng ta sẽ phải đổi vị trí giữa từ good và từ get. Và câu gốc của mình sẽ là I couldn't get good grades when I was in school, là tớ không được điểm cao khi tớ còn đang học ở trường. Vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong phần đầu tiên của grammar. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé. Phần D, write sentences using the prompts and could with the you stated in practice. Viết các câu sử dụng mẫu và từ could với cách sử dụng ở trong ngoặc. Chúng ta có 6 câu hỏi dưới đây. Và trong 6 câu này chúng ta sẽ sử dụng mẫu nào? Với các câu với từ could bắt đầu sử dụng trong ngoặc. Ví dụ như chúng ta có từ đầu tiên đó là possibility, khả năng trong tương lai nè. Request, yêu cầu. Past ability là khả năng trong quá khứ. Và suggestion có nghĩa là lời gợi ý. Vậy câu số 1 này của chúng ta nó là câu hỏi đúng không nhỉ? Vậy cấu trúc câu hỏi thì mình sẽ có đó là could đứng đầu câu. Thế vì vậy câu số 1 này của mình có thể viết là could I be a good banker? Tớ có thể là một nhân viên ngân hàng tốt hay không? Đến câu số 2 đó là request, lời yêu cầu và vẫn là câu hỏi. Và chắc chắn chúng ta vẫn phải để could lên đầu câu. Vậy câu này của mình sẽ là could you help me with my homework? Cậu có thể giúp tớ làm bài tập của mình được không? Và đến câu số 3, các bạn nhìn cho cô đó từ if. Vậy ở đây thì chắc chắn nó sẽ là conditionals, câu điều kiện rồi. Và mình có từ possibility là khả năng đúng không ạ? Vậy câu này sẽ là if she work hard, she could be an editor. Nếu cô ấy làm việc chăm chỉ, cô ấy có thể trở thành một biên tập viên. Đến câu số 4 nào. Mình có người ta yêu cầu đó là past ability. Past ability đó chính là khả năng trong quá khứ. Vậy câu này của mình có thể hiểu đó là tớ đã không thể đạt được điểm tốt khi tớ còn nhỏ. Vậy câu này của mình sẽ viết như thế này cho cô. I couldn't get good grades when I was a child. Tớ không thể đạt điểm tốt, điểm cao khi tớ còn nhỏ. Tiếp nào. She get tutor to improve the grades. Đây là suggestion đúng không ạ? Lời gợi ý thì mình có thể viết đó là she could get a tutor to improve her grades. Cô ấy có thể thuê gia sư để có thể nâng cao được cái điểm của mình. Câu tiếp theo ạ. People you work with be nice. Và ở đây chúng ta có possibility là khả năng trong tương lai, future possibility. Vậy câu này mình sẽ viết đó là the people you work with could be nice. Những người mà cậu làm việc cùng có thể rất là tốt bụng. Vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần D, việc sử dụng các cấu trúc câu này và cách sử dụng của từ could và các cấu trúc câu, đó là câu khẳng định và câu nghi vấn, để hoàn thành xong phần D. Và bây giờ tiếp tục của phần grammar, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần E. Các bạn nhìn cho cô phần E. In pairs, use the job and the prompts below to talk about career.
you and your classmate could have in the future and why. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm việc theo cặp, sử dụng các công việc và gợi ý bên dưới để nói về nghề nghiệp mà bạn và bạn cùng lớp có thể làm trong tương lai và tại sao. Và chúng ta có một cái ví dụ như sau. I think you could be an interior designer because you are really stylish. Tớ nghĩ là cậu có thể trở thành nhà thiết kế nội thất đấy vì cậu thực sự rất là phong cách. Vậy thì đây là chúng ta đã sử dụng từ could để thể hiện cái possibility, đúng không? Khả năng về nghề nghiệp trong tương lai và đưa ra lý do. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn của phần E nhé. Chúng ta có các công việc như sau. Jobs, ở đây có interior designer, nhà thiết kế nội thất, physical therapist, nhà vật lý trị liệu, editor, biên tập viên, banker, nhân viên ngân hàng, fitness instructor, có nghĩa là huấn luyện viên thể hình, influencer, người có ảnh hưởng. Và reasons, các lý do, đây chúng ta có really stylish, rất là phong cách, love helping people, thích giúp đỡ mọi người, good at math, giỏi toán này, know a lot about health, là biết nhiều về sức khỏe, very popular and cool, rất nổi tiếng và rất là ngầu, a great writer, là một nhà viết, là một nhà văn rất là tuyệt, rất là tốt, kỹ năng tốt. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đã có các tên các công việc này và các lý do tại sao mình có thể làm công việc đấy trong tương lai. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành xong phần này, cô sẽ có một số suggested answers, là những câu trả lời mẫu nhé. Ví dụ chúng ta có I think you could be an interior designer because you are really stylish. Tớ nghĩ cậu có thể trở thành nhà thiết kế nội thất được đấy vì cậu rất là phong cách. Thì đây sẽ là câu đầu tiên về nghề nghiệp thiết kế nội thất. Đến câu số 2. I think you could be a banker because you are good at math. Tớ nghĩ cậu có thể là nhân viên ngân hàng bởi vì cậu rất là giỏi toán. Number 3. I think you could be a physical therapist because you love helping people. Tớ nghĩ cậu có thể trở thành một nhà vật lý trị liệu vì cậu rất là giúp yêu giúp đỡ mọi người. Number 4. I think you could be a fitness instructor because you know a lot about health. Tớ nghĩ cậu có thể trở thành một nhà fitness instructor, làm nhà huấn luyện viên thể hình bởi vì cậu biết rất nhiều về sức khỏe. Number 5. I think you could be an editor because you are a great writer. Tớ nghĩ cậu có thể là biên tập viên bởi vì cậu là một nhà văn rất là giỏi. Vậy thì đây chính là các câu mà chúng ta đã sử dụng từ could để thể hiện khả năng trong tương lai chúng mình sẽ làm gì và lý do tại sao. Và đây cũng là phần cuối trong phần grammar. Để tiếp tục phần lesson 2 này thì cũng mời các bạn cùng nhau chuyển sang phần pronunciation nhé. Nào, sang phần pronunciation, phát âm ở đây. Chúng ta nhìn cho cô. Phần đầu tiên, pronunciation sentence stress là trọng âm trong câu. Vậy các bạn nhìn cho cô phần A. When we wanted to sound more certain about suggestion using could, we could put extra stress on could. Khi mà chúng ta muốn nghe có vẻ là chắc chắn hơn này về một cái gợi ý nào đó mà sử dụng từ could, các bạn có thể nhấn trọng âm hơn nữa vào từ could. Ví dụ như là you could get a good job while completing your studies. Cậu có thể có công việc trong khi hoàn thành cái việc học của mình. Và chúng ta sẽ nhấn mạnh trọng âm của mình vào từ could. Và bây giờ để luyện tập phần pronunciation này thì tôi mời các bạn cùng nhau nhìn sang phần tiếp theo. Đó là phần B. Listen, notice the stress of the underlined word. Bây giờ các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe này và chú ý cho cô những phần các trọng âm của các từ cái chân. Chúng ta có hai câu trong đây. Và bây giờ để hoàn thành phần bài tập này thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Pronunciation B. You could definitely be a great interior designer. You could have some really difficult clients. Rồi, vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe đoạn audio của phần bài tập B, là chúng ta đã cùng nhau lắng nghe và chú ý đến phần trust, phần trọng âm của các từ được cái chân. Đầu tiên chúng ta có từ could. You could definitely be a great interior designer. Cậu chắc chắn có thể trở thành một nhà thiết kế
thiết kế nội thất tuyệt vời. Câu số 2, you could have some really difficult clients. Cậu có thể gặp rất một vài những người bị khách khó tính. Thì trong phần B này chúng ta đã cùng nhau lắng nghe lại các câu đã có dấu đánh dấu trọng âm của từ gạch chân là từ could để thể hiện sự chắc chắn hơn của mình trong cái dự đoán. Vậy và bây giờ để tiếp tục cho phần pronunciation thì mình sẽ cùng nhận chuyển sang phần C nhé. Phần C ở đây là listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in task A. Nghe và gạch câu không theo ghi chú của phần task A. Và chúng ta có hai câu. Ghi chú của phần task A có nghĩa là nếu chúng ta muốn nhấn mạnh sự chắc chắn về một cái gì đó trong câu thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào từ could. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành xong phần task C này thì cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nhé. Pronunciation C. You could work from home if it's easier. We could get some advice from a career center. Rồi và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe hai câu đúng không nào? Và câu mà không theo cái note, không theo ghi chú của task A đó chính là câu B. Trong câu A người ta có, câu A người ta có nhấn mạnh vào từ could và người ta đọc là you could work from home if it easier. Còn sang câu số 2 thì người ta sẽ đọc là we could get some advice from career centers. Và người ta đọc không có stress và từ could. Vậy thì câu mà không theo quy tắc trong phần task A của mình sẽ là câu B và chúng ta sẽ đánh dấu X và câu B. Và để đến tiếp tục phần bài học của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Phần D. Practice reading the sentence with the sentence stress noted in task A to your partner. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập đọc các câu dưới đây với sentence stress trong phần task A. Với trọng âm của câu được ghi chú lại trong phần task A với bạn cùng nhóm của mình nhé. Và để giúp các bạn có thể hiểu được chúng ta sẽ đọc câu này như thế nào thì bây giờ cô mời các bạn cùng nhau lắng nghe đoạn audio nào. We could organize a movie night with friends this weekend. We could explore the local farmers market for fresh produce and artisanal goods. We could take up a new hobby like painting or photography to unwind after work. We could volunteer at a local charity to give back to the community. We could volunteer at a local Rồi và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe 4 câu và bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc này và dịch từng câu một. Câu số 1. We could organize a movie night with friends this weekend. Chúng ta có thể tổ chức một buổi xem phim đêm vào với bạn vào cuối tuần này và chúng ta sẽ nhấn mạnh vào từ could. Câu số 2, we could explore the local farmers market for fresh produce and artisanal goods. Chúng ta có thể khám phá các chợ của những người dân địa phương để tìm kiếm đồ tươi này và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đến câu số 3, we could take a new hobby like painting or photography to unwind after work. Chúng ta có thể bắt đầu một thói quen mới như là vẽ hoặc chụp ảnh để có thể giải trí sau giờ làm. We could volunteer at local charity to give back to the community. Chúng ta có thể làm tình nguyện ở các hội từ thiện của địa phương để trả lại cho cộng đồng, có nghĩa là để chúng ta trả ơn. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau sang phần tiếp theo trong bài học ngày hôm nay. Đó là phần speaking. Đầu tiên các bạn nhìn cho cô vào phần speaking này. Chúng ta có bài tập A. Listen, then take turns talking about what could be good or bad in each job. Then ask what could be done to make a job more enjoyable. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nào. Và cùng nhau lần lượt nói về điều gì có thể tốt hoặc không tốt về mỗi từng công việc. Và sau đó chúng ta sẽ hỏi là điều gì có thể làm để giúp công việc nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ có một mẫu câu và các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe mẫu câu này cho cô nhé. Practice. Listen and practice. You could make a lot of money as a banker.
Yes, but you could also have some rude clients. What could you do to make it better? You could make sure you have a good work-life balance. Rồi, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe đoạn audio rồi đúng không nào? Và ở đây công việc người ta nói đến đó chính là banker, nhân viên ngân hàng. Và những cái dấu màu xanh như thế này có nghĩa là về good side of a job, là những điểm tốt của công việc, ví dụ như là make a lot of money, kiếm rất nhiều tiền này, have a stable job, có một công việc ổn định. Và những cái dấu màu đỏ ở đây có nghĩa là những điều không thích về công việc, đó là have some rude clients, là có một số khách hàng gọi là hơi thô lỗ một tí, work alone a lot, làm việc một mình rất nhiều. Và những cái dấu mũi tên đi lên này có nghĩa là những điều mà chúng ta có thể làm để cải thiện công việc. Ví dụ như là make sure to have a good balance, good work-life balance. Chắc chắn là chúng ta có một đời sống công việc và cuộc sống nó cân bằng. Và số 2 đó là take regular vacation, có nghĩa là thường xuyên đi du lịch. Và mẫu câu của chúng ta có thể nói ở đây đó là you could make a lot of money as a banker. Cậu có thể kiếm rất nhiều tiền với cương vị đó là người gì nhỉ? Là nhân viên ngân hàng. Yes, but you could also have some rude clients. Đúng đó, nhưng mà cậu cũng có thể gặp một số khách hàng rất là thô lỗ. What could we do to make it better? Vậy chúng ta làm thế nào để cho nó công việc này trở nên tốt hơn đây? You could make sure you have a good work-life balance. Cậu có thể chắc chắn là cậu có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Và đây đó chính là ví dụ để giúp các bạn hoàn thành xong phần A này. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Đó là các công việc mà chúng ta cần. Đầu tiên đó chính là interior designer, là thiết kế nội thất. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau xem thiết kế nội thất này thì có những điểm tốt và điểm chưa tốt là điểm nào nhá. Đầu tiên chúng ta có điểm tốt đó là use your creative skill, sử dụng cái khả năng sáng tạo của bản thân. Cái số 2 đó là work from home, là làm việc tại nhà. Nhưng có điểm không tốt đó là have difficult clients, có nhiều khách hàng khó tính. Và cái tiếp theo đó là find it tough to keep up with the latest trends, là cảm thấy khó khi mà chúng ta phải theo kịp những cái xu hướng mới nhất. Và những điều mà chúng ta có thể làm để cho nó tốt lên đó là learn to talk with your clients, làm thế nào để có thể nói chuyện với khách hàng của mình. Tiếp theo đó là do research to avoid problems, làm các nghiên cứu để tránh các vấn đề có thể xảy ra. Đấy là công việc số 2 của chúng ta, đó là interior designer. Và cấu trúc câu cũng như vậy, đó là you could dot 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 as a dot dot dot. Yes, but you could dot dot dot. What could you do to make it better? And you could. Và đây chính là cái mẫu câu để mình có thể dùng để nói về về những mặt tốt và mặt không tốt của nghề nghiệp và những điều gì để chúng ta có thể cải thiện nó. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần practice của nghề interior designer nhé. You could work from home as an interior designer. Cậu có thể làm việc tại nhà với cương vị là một nhà thiết kế nội thất. Yes, but you could also find time to keep up with the latest trends. Nhưng mà cậu cũng sẽ cảm thấy rất là khó để có thể theo kịp những cái xu hướng mới nhất. What could you do to make it better? Vậy thì chúng ta có thể làm cái gì để cho nó tốt hơn nhỉ? You could make sure you do research to avoid problems. Cậu có thể chắc chắn là cậu làm nghiên cứu để tránh các vấn đề. Vậy đây chính là phần practice cho phần công việc thứ hai, đó là interior designer. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tiếp tục đến công việc tiếp theo nào. Đó là editor. Và chúng ta có những cái tích cực của nghề biên tập viên, đó là work as part of a team, làm việc theo nhóm. Work with some creative people, làm việc với một số người rất là sáng tạo. Nhưng mà điểm hạn chế của công việc này đó là find it boring, làm cảm thấy nó rất là nhàm chán. Have problem with sitting at a desk, có vấn đề với việc là chúng ta cứ ngồi ở bàn trong một thời gian dài. Và làm thế nào để chúng ta có thể khiến công việc này trở nên tốt hơn?
take regular breaks, nghỉ thường xuyên, nghĩa là chúng ta có những cái khoảng nghỉ, giờ nghỉ thường xuyên. Tiếp theo đó là stand up and chest, stress có nghĩa là đứng lên và giãn cơ. Và đây chính là công việc số 3 của chúng ta cần nhìn, đó là cần luyện tập, đó là công việc editor, công việc biên tập viên. Và tiếp theo chúng ta đến công việc tiếp theo, đó là beautician, là làm đẹp. Những cái lợi ích của việc đó là feel a lot of personal pride, là cảm thấy có rất nhiều sự tự hào cá nhân ở trong đó. Số 2 đó là have flexible working hours, có giờ làm việc rất là linh hoạt. Tuy nhiên chúng ta cũng có những mặt hạn chế của nghề chuyên viên làm đẹp này, đó là find it stressful, là chúng ta cảm thấy nó rất là áp lực. Tiếp theo ạ, have to work extra hours, phải làm việc thêm giờ rất là nhiều. Làm thế nào để chúng ta có thể khiến cho công việc này trở nên tốt hơn? Đó là do exercise to reduce stress, tập thể dục để có thể giảm căng thẳng. Tiếp, plan your schedule carefully, để tránh tình trạng chúng ta phải làm việc thêm giờ hoặc là cảm thấy nó quá là áp lực về thời gian biểu, thì chúng ta sẽ phải sắp xếp cái thời gian biểu của mình một cách cẩn thận hơn. Thì đây là hai nghề nghiệp mà chúng ta có trong phần practice này. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần hướng dẫn nha. Hướng dẫn đầu tiên đó là về nghề editor, thì mình sẽ có như sau. You could work as part of a team as an editor. Cậu có thể làm việc như một phần trong nhóm nếu cậu là một biên tập viên. Yes, but you could also find it boring. Đúng rồi đây, nhưng mà cậu cũng có thể cảm thấy nó rất là nhàm chán. What could you do to make it better? Vậy thì chúng ta có thể làm thế nào để khiến nó trở nên tốt hơn nhỉ? You could make sure you take regular breaks. Cậu có thể chắc chắn rằng mình có thể có những cái thời gian nghỉ, giờ nghỉ thường xuyên hơn. Thì đây chính là phần practice, hướng dẫn luyện tập về nghề đầu tiên ở nghề editor. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với nghề tiếp theo của chúng ta, đó là nghề beautician. You could work as a beautician. Cậu có thể làm việc giống như là một nhà chuyên viên trang điểm. Yes, but you could also have to work extra hours. Nhưng cậu cũng chắc chắn phải làm việc thêm giờ đấy. What could we do to make it better? Cậu làm thế nào để nó cho nên tốt hơn nhỉ? You could make sure you plan your schedule carefully. Cậu có thể chắc chắn là cậu lên kế hoạch cho cái thời gian biểu của mình một cách cẩn thận, để tránh cái tình trạng là chúng ta phải làm việc thêm giờ. Và đây chúng ta đã hoàn thành xong phần A của phần speaking. Và bây giờ để tiếp tục ôn tập phần speaking này, thì tôi mời các bạn cùng nhau chuyển sang phần B. Practice with your own ideas. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với ý tưởng riêng của mình, thay vì chúng ta nghĩ các công việc như là công việc ở trong phần bài vừa rồi, là về nghề nghiệp về editor, này, interior designer, banker và beautician. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần practice with your own ideas. Và ở đây cô Linh đã chọn đó là nghề architect. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần practice, hướng dẫn nhé. We could use your creative skills as an architect. Cậu có thể sử dụng cái kỹ năng sáng tạo của mình nếu là một kiến trúc sư. Yes, but you could also have some difficult clients. Tuy nhiên, đúng rồi đấy, tuy nhiên cậu có thể gặp một số những khách hàng khó tính. What could we do to make it better? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể khiến nó trở nên tốt hơn nhỉ? You could make sure you learn how to talk with your clients. Cậu có thể chắc chắn là cậu học được cách là mình có thể giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả nhất. Thì đây chính là phần B, practice with your own ideas, là cái ý tưởng riêng của mình. Và ở đây cô chọn đó là chính là architect, đó là nghề kiến trúc sư. Và dựa trên những cái mẫu câu mà mình đã học ở phần A để có thể ra được một đoạn practice như thế này. Và bây giờ để tiếp tục ở phần speaking, thì cô mời các bạn cùng nhau chuyển sang phần C của chúng ta. Đó là you are discussing future career with your friends. In pairs, look at the job below. What are some aspects that could be good or bad for each job? And then, how could make some of the negative things positive? Là bây giờ bạn sẽ cùng nhau hướng nhìn vào cho cô các future career, là các nghề nghiệp sau đây với bạn của mình. Sau đó làm theo cặp, nhìn vào các nghề nghiệp dưới đây
một số khía cạnh của nghề nghiệp nào có thể tốt hoặc là không tốt, và bạn có thể làm như thế nào để có thể biến những điều chưa thực sự tốt trở nên tốt hơn. Và ở đây chúng ta có bốn nghề, đó là nghề physical therapist, nhà bác sĩ vật lý trị liệu này, influencer, người có sức ảnh hưởng, yoga instructor là huấn luyện viên yoga, entrepreneurs, doanh nhân. Vậy thì chúng ta sẽ có cấu trúc câu như sau để nói về việc là mình nghĩ công việc này có điều gì tốt hoặc không tốt nào. You could work as, and I think. Đây chính là cấu trúc câu mà vừa rồi mình đã cùng nói qua, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn dựa trên các cấu trúc câu mình học. Đầu tiên, nghề thứ hai đó là nghề influencer, là người có sức ảnh hưởng. You could make millions of dollars as an influencer. Cậu có thể kiếm hàng triệu đô với khi cậu làm người có sức ảnh hưởng. I think old way creating work contract could earn a regular paycheck. Tớ nghĩ là luôn luôn chúng ta tạo mối quan hệ trong công việc có thể giúp các bạn có thể có một nguồn thu nhập ổn định thường xuyên. Đến nghề số 3 đó là yoga instructor. You could stay in shape and live a healthier lifestyle as a yoga instructor. Cậu có thể giữ dáng này và sống trong một lối sống khỏe mạnh hơn khi mà cậu làm huấn luyện viên yoga. I think working independently could be more fun if you take regular breaks. Tớ nghĩ là làm việc độc lập có thể thú vị hơn nếu mà cậu có thể có một quãng nghỉ thường xuyên. For entrepreneurs là doanh nhân, you could develop a variety of skills like leadership or time management as an entrepreneur. Cậu có thể phát triển đa dạng kỹ năng giống như là kỹ năng lãnh đạo này và kỹ năng quản lý thời gian nếu cậu là doanh nhân. I think managing your money effectively is crucial during the early stage of business. Tôi nghĩ là quản lý tiền một cách hiệu quả thì rất là quan trọng trong những giai đoạn đầu khi mà chúng ta bắt đầu kinh doanh. Thì đây chính là những câu trả lời mẫu về các nghề nghiệp trong ảnh. Ngoài nghề physical therapist thì chúng ta có mẫu, và chúng ta có nghề influencer, yoga instructor và entrepreneurs. Và bây giờ để tiếp tục phần speaking thì cô mời các bạn cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nha. What career do you want in the future? Discuss the positive and the negative as well as way to make some of the negative things positive. Nghề nào mà cậu muốn làm trong tương lai? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn về những mặt tốt và mặt chưa tốt của các nghề, và cũng như là cách mà chúng ta biến những điều chưa tốt trở nên tốt hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ về điều mà các bạn muốn làm trong tương lai này, suy nghĩ đến những mặt lợi và hại của chúng và những cách để chúng ta khắc phục điều đó. Và bây giờ để giúp các bạn hoàn thành xong phần bài tập này thì cô sẽ có phần hướng dẫn như sau nhé. Let's take software engineering as an example. Và bây giờ chúng ta sẽ có nói cái kỹ sư phần mềm đi, làm ví dụ. Positive là những điều tích cực, ở đây là high demand. There is consistently high demand for software engineers across various industries. Là cái nghề này, cái công việc này luôn luôn có các doanh nghiệp có nhu cầu cao cho công việc này ở trong rất nhiều những ngành nghề. Salary potential. Software engineer often offer competitive salary and benefits. Là về lương. Nghề nghiệp này thường cho chúng ta những mức lương rất là cạnh tranh và những lợi ích đi theo. Lợi ích thứ ba đó là creativity. It's allow for creative problem solving and innovation. Cái lợi ích thứ ba đó là về sự sáng tạo. Nghề nghiệp này cho phép chúng ta có sự sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề và sự cải tiến. Và tiếp theo đó là flexibility. Many software engineering jobs offer flexible work arrangement, including remote work option. Flexibility có nghĩa là sự linh hoạt. Rất nhiều cái công việc liên quan đến kỹ sư phần mềm này thì cho phép chúng ta có cách sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc rất là linh hoạt. Có bao gồm việc là chúng ta làm việc online, làm việc tại nhà. Continuous learning
The field is dynamic, providing opportunity for ongoing learning and skill development. Continuous learning có nghĩa là tiếp tục học tập. Là cái ngành nghề này là một ngành nghề mà cung cấp rất nhiều cơ hội để cho chúng ta học tập và phát triển các kỹ năng. Thì vừa rồi đó là những cái positive side of software engineering job. Đấy là những cái điều tích cực về nghề nghiệp kỹ sư phần mềm. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến những điều tiêu cực của nó. High pressure, deadline and project demands can sometimes create stressful environment. High pressure có nghĩa là áp lực cao, có những deadline này và dự án, những yêu cầu của dự án có thể tạo ra những môi trường làm việc rất là căng thẳng. Số 2 đó là long hours. Some project may require long hours to meet deadlines. Là thời gian rất dài, có một số dự án thì yêu cầu chúng ta một khoảng thời gian rất dài để có thể kịp được tiến độ của công việc. Cái số 3, technical challenges. Dealing with complex technical problems can be mentally taxing. Những cái sự thử thách về mặt công nghệ. Chúng ta đối mặt giải quyết các vấn đề về mặt công nghệ có thể khiến cho chúng ta cảm thấy rất là áp lực và rất là đau đầu. Isolation có nghĩa là việc làm việc tách biệt. Depending on the work setup, there might be limited interaction with coworker, leading to feeling of isolation. Dựa phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta sắp xếp nơi làm việc như thế nào, thì có thể dẫn đến việc là chúng ta hạn chế về mặt giao tiếp với đồng nghiệp, dẫn đến cảm giác bị cô lập trong cái văn phòng của mình. Burnt out risk. Due to the fast-paced nature of the industry, burnt out is potential risk. Burnt out risk có nghĩa là khiến chúng ta bị mệt mỏi trong khi làm việc. Bởi vì cái cuồng độ công việc rất là nhanh của doanh nghiệp và công việc, thì việc burnt out, việc mệt mỏi cũng trở nên là một cái nguy cơ rất là có thể xảy ra. Thì đây chính là những cái positive side and negative side, những mặt tích cực và mặt tiêu cực của công việc này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với các cách để khiến những cái điều tiêu cực này trở nên tích cực hơn. How to make negative things positive. The first, have a good work-life balance. Chúng ta nên có một cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cái số 2, take a regular break, là chúng ta thường xuyên nghỉ, có quãng nghỉ giữa các giờ trong giờ làm việc. Số 3 là do exercise to reduce stress, là các bạn có thể tập thể dục để có thể giảm căng thẳng. Thì đây chính là hướng dẫn để giúp các bạn trả lời sang phần B, là nơi chúng ta nói về công việc và bàn và các bạn muốn làm. Và mình bàn về những điều tích cực và điều tiêu cực trong công việc đấy, và cách để có thể biến những điều tích cực trở nên tốt hơn. Và bây giờ để tiếp tục phần speaking này thì cùng mời các bạn cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Join other pairs, discuss your idea. Do you agree? And what other advice do you have? Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang một nhóm khác và đưa ra ý kiến, cùng nhau thảo luận cái ý kiến của mình. Bạn có đồng ý với ý kiến đấy không? Hoặc là bạn có một lời khuyên nào tiếp để có thể giúp cho cái công việc đấy nó trở nên tốt hơn hay không? Thì bây giờ để giúp các bạn hoàn thiện bài tập này, thì bài tập này là bài tập mà chúng ta đưa ra ý kiến cá nhân của mình, nên chúng ta sẽ không có đúng và sai. Và để giúp các bạn có thể hoàn thành bài tập này, thì cô mời các bạn cùng nhau nhìn vào phần suggested answer. Câu trả lời hướng dẫn như sau nhé. I agree with the positive and negative aspect of software engineering job. Tớ hoàn toàn đồng ý với những điều tích cực và điều tiêu cực của công việc kỹ sư phần mềm. I think we should take some vacation to get rid of stress. Tớ nghĩ là chúng ta cũng cần nên là có những kỳ nghỉ để có thể loại bỏ những cái căng thẳng và áp lực trong công việc. And plan the schedule carefully to avoid missing deadlines. Và chúng ta cần sắp xếp cái lịch trình của mình thật cẩn thận để có thể tránh việc là chúng ta bị trễ cái hạn đề ra trong công việc. Và đây chính là phần giúp các bạn hoàn thành câu trả lời trong bài tập C, là chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình này, chúng ta đồng ý hay không và chúng ta có lời khuyên gì để khiến công việc đấy trở nên tốt hơn. Và đây cũng là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn sẽ về nhà ôn tập thật tốt này và chuẩn bị thật tốt, và chúng ta sẽ gặp nhau vào bài học tiếp theo nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Sách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.